Kính thưa quý vị, David Beckham mang niềm vui đến cho các trẻ em ở Phi Luật Tân, tin từ Thác Lô Bành. Đại sứ thiện chí của UNICEF David Beckham đã tiếp tục cuộc hành trình của mình đến Phi Luật Tân, mang lại niềm vui cho các em được cứu thoát khỏi sự tàn phá của cơn bão Haiyan tại đảo Leyte. Anh Beckham đã đáp ứng lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp của UNICEF khi cơn bão xảy ra vào tháng 11 năm 2013 và đã đi đến một số khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất của Thác Lô Bành. Hàng ngàn người đã chết trong thảm họa và hơn 1.7 triệu trẻ em bị mất nhà cửa và có nguy cơ bị bệnh và không còn được đến trường. Hôm thứ Năm vừa qua, cầu thủ bóng đá danh tiếng đã đến thăm một trung tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em tại một trong những nơi tạm trú của Thác Lô Bành. Anh Beckham, 38 tuổi, người có ba con trai và một cô con gái, đã tươi cười khi anh chơi với một em bé nhỏ. Anh cũng đã mang đến vaccine để nhấn mạnh tầm quan trọng của chăm sóc y tế cho trẻ em khi xảy ra thảm họa. Đại sứ của Quỹ Nhi đồng Quốc tế cũng đã gặp các trẻ em và các gia đình không còn nhà cửa do bị cơn bão tàn phá hoàn toàn. Anh nói thật là cảm động khi gặp những trẻ em không còn gì hết ngoài bộ đồ trên người. Ngày thứ Sáu vừa qua, Beckham đã đi đến một nghĩa trang gần trường Santo Niño đã bị phá hủy bởi cơn bão. Anh cũng đã gặp các học sinh trẻ hiện đang đi học trong một chiếc lều tạm được dựng gần trường học bị tàn phá. UNICEF đã giúp cho khoảng 420.000 trẻ em trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Các em nay đã quay lại trường học trong các nhà và lều tạm. Với sự hài hước vui vẻ, Beckham đã nâng tinh thần của các em bằng cách cùng tham gia với các em trong một trò chơi với những con rối ngón tay và đã chơi đá banh ở một sân sỏi với các cầu thủ trẻ. Các nỗ lực cứu trợ đã được kết hợp thực hiện với chính phủ Phi Luật Tân, các đối tác địa phương và các cộng đồng để giúp cho họ chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng trong tương lai. Cựu ngôi sao bóng đá đã bày tỏ sự khâm phục đối với nỗ lực của cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng đang làm việc ở các nước khác phải đối mặt với xung đột như Syria và Sudan.